Cái khúc ở dưới này chị nó thấy nặng không chị? Chị nặng, thấy sống cái cảm giác nặng. Nặng lắm hả? Dạ. Hello, xin chào cả nhà. Mình là Thảo 1990 Vlog đây. Hôm nay mình đang có mặt ở nhà tại nhà của chị Hương. Và mình sẽ giới thiệu với mọi người cái một người phụ nữ có cái gương mặt thì cũng khá là giống với anh Mến. Cái người mà mặt quỷ mọi người lúc gài mọi người đều thấy ở trên mạng xã hội đó. Thì bây giờ mình sẽ vào và hỏi trực tiếp là cái gương mặt của chị là do bị bẩm sinh hay là do tai nạn. Thì mình sẽ mời mọi người cùng theo bước chân mình nha. Rồi, em chào chị tên gì vậy chị? Dạ em tên Hương ạ. Em có người bạn giới thiệu là đến gặp chị Hương, có cái gương mặt chảy xệ như ở trong clip nè, thì chị cho hỏi là cái gương mặt này của chị là hồi lúc mà mới đẻ sanh ra hay là nó bị tai nạn hay là sao vậy? Dạ, kể cho em bị tai nạn lúc 3 tuổi. Lúc 3 tuổi hả? Dạ, bị tai nạn lúc 3 tuổi vì bị đau ban. Đau ban hả? Dạ. Nếu mà tai nạn đau ban mà tại sao mà nó lại chảy xệ ta, cái gương mặt sao kỳ vậy ta? Cái này giống bú chị? Giống bú nè. Giống bị gãy xương bàn tay cho nên nó chảy xệ xuống. Ủa hồi đó như là bị xe đụng hay là sao chị? Dạ, bị xe đụng, xe ông ra đụng. Rồi sao mà em nhìn nó giống bú, em thấy cái ở trên cái mặt chị đó, cái dưới càm á, thấy nó có cục giống bú không? Cái đó dạ. Có cứng không chị? Dạ, cứng hay nó mềm? Nó mềm. Nó mềm hả? Nó mềm. Rồi nó có hành nhức gì không chị? Không, cũng bình thường chứ không có hành nhức gì nha. Dạ, bây giờ chị cho em nhờ chút xíu à, ví dụ chị kéo cái mí mắt cho em giờ cho tất cả nhà coi coi. Kéo lên thì thấy ha. Kéo lên thì thấy. Kéo lên thì vẫn còn bình thường ha. Dạ. Thì nó có hành, nó có nhức gì trên mắt không chị? Dạ không, nó cũng bình thường chứ không có hành nhức gì trên á. Thì đó giờ chị có đi điều trị hay là gì không chị? Cũng có, cũng khoảng 2002 2003 có đi làm ở Sài Gòn á, có làm từ thiện á. Là đi mẫu đi đi làm từ đi điều trị là bên từ thiện hả? Làm từ thiện. Chị từ thiện. Thì sao mà không điều trị theo mà kinh phí á? Mình làm kinh phí thì mình không đủ kinh phí đi làm. Không có tiền ha. Không có tiền để làm. Là cái đó là nhà tài trợ ở đây hay là ở đâu? Đó nhà tài trợ lúc làm đó thì nhà tài trợ nước ngoài người ta vô á. Hồi đó có một đợt ha. Có đợt. Rồi khi làm lên đó, trên đó làm là không có hết hay sao chị? Dạ là không hết. Dạ, bác sĩ nó có nói gì không? Thí nghiệm á, bác sĩ nói này là làm phẫu thuật là thẩm mỹ luôn. Nhưng mà thẩm mỹ luôn mới hết được. Rồi bác sĩ có nói là tốn bao nhiêu kinh phí không? Hồi lúc trước thì bác sĩ nó cũng khoảng từ 50 đến 100 triệu. Và bây giờ nghĩ chắc là hơn. Rồi từ đó về sau là về ở đây có Mạnh Thường Quân hay có ai lại tài trợ cho chị? Dạ không, làm? Không có. Thì chị Hương năm nay là 31 tuổi hả chị? Em nay 31 tuổi. Rồi cha mẹ còn không chị? Ba má thì mất mấy năm. Giờ là chị ở với ai? Em ở với anh trai, chị dâu trong nhà. Ở chung trong nhà luôn hả? Ở chung trong nhà. Thì hiện tại bây giờ chị Hương có đi làm gì không, ở đâu không chị? Em có đi làm xíu mực ở trên Nhật Chanh á, nhưng mà cả mấy tháng 2 thì không khách hàng, không có hàng làm. Đi làm ở trên xưởng mực là một tháng nhiêu chị? Em làm một tháng đầy đủ tháng thì khoảng 3 triệu mấy, gần 4 triệu. Là nguyên một tháng luôn hả? Dạ, nguyên một tháng. Là có ngày nghỉ không? Dạ cũng có, những khi làm hết làm ngày đêm hay là làm cả đêm cả ngày gì đó? Em làm từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều. 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều ha, thì giấc trưa cũng nghỉ sơ thôi ha. Dạ, giấc trưa thì cũng được nghỉ khoảng 1 tiếng. Thì theo mình được biết thì cái gương mặt của chị mà khi mà đi làm chắc khó mà ai nhận lắm, cũng giống như anh Mến vậy đó cả nhà. Cũng làm gần gần ở xóm thôi chứ còn mà khi mà đi mằng công ty hay mằng gì chắc cũng ít ai chịu nhận lắm. Rồi khi mà mình đi làm như vậy rồi mình lại xưởng mình xin việc làm chắc người ta đâu có cho, người ta
Dạ, lúc trước trên xứ Mỡ thì cũng quen á. Chắc có người quen, chắc có người quen mới có thể xin vô chứ. Nếu mà theo em nghĩ như cả nhà cộng đồng mạng thì cả nhà cũng đã thấy cái gương mặt của chị Hương á, khi mà đi ra đường chị Hương có thấy như mặc cảm chứ không chị? Chị cũng có. Ta gặp mình ta cũng nhìn ngó nha. Khi người ta nhìn ngó mình thấy mình cũng chạnh lòng. Chị. Nói chung cái đó là nỗi khổ rồi. Không, nếu sau clip của mấy đứa em đăng lên thì người ta sẽ nhìn chị bằng cách khác hơn, người ta thương cảm hơn nhiều. Bây giờ em hỏi chị Hương cái này ha. Chị Hương có coi clip của anh Mến mà người mặt quỷ chưa? Dạ có coi. Anh Mến mà cái mặt mà bự bự mà sệ sệ đó. Dạ có coi. Thì bây giờ em sẽ đăng cái clip này lên. Thì trong cái kênh của em Thảo 1990 Vlog thì cũng có cái kênh anh An Giang Lê Thanh thì cũng có đăng, sẽ đăng chị lên. Và chị có ước nguyện gì mà được giống như anh Mến không? Hiện tại thì anh Mến cũng có các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân với các bác sĩ giỏi đang giúp anh Mến đó. Dạ, chị có cái ý nguyện như thế nào các chị có thể nói cho em nghe và cả cộng đồng mạng nghe không? Dạ, em cũng ước nguyện là được phẫu thuật thẩm mỹ để có được khuôn mặt bình thường như những người khác á. Cũng rất mong các mạnh thường quân và cộng đồng mạng giúp đỡ cho em. Cái khúc ở dưới này chị nó thấy nặng không chị? Chị nặng, thấy cảm giác nặng. Nặng lắm hả? Dạ. Nó sệ, em thấy thì cái bên mặt của chị nó cái mấy cái khối thịt đó nó nặng quá, thành ra nó sệ cái bên cái cái chân mày á, cái chân mày nó cũng sệ nữa. Rồi cái khoan để em quay. Cái này là mấy cái đốm nó là hồi xưa giờ nó vậy luôn hay chị, hay là tại vì nó biến dạng gì chị? Em nghĩ chắc nó biến dạng nhé. Chứ hồi xưa là chị cái gương mặt mình có trắng bình thường không? Hồi nhỏ. Dạ, hồi nhỏ thì em cũng không nhớ. Nhưng mà có mấy tấm hình mà chụp á, anh thấy nó cũng có, nhưng mà nó mờ hơn. Bây giờ thì nó hơi đậm hơn chứ. Dạ, chị có thể để dở cái miếng mắt lên cho em. Dạ. Thấy con mắt chị cả nhà ơi, thì bây giờ là chị Hương dở cái gương con mắt, cái mắt mình đó là ở trong đó, con mắt là vẫn còn thấy bình thường nha mọi người, nhưng mà cái khối thịt dư đó nó chảy xệ, nó dài xuống và nó líp rồi. Được rồi chị, nó líp cái gương mặt mắt của chị luôn. Còn cái khúc bên cạm chị đụng hay chị bóp thử cho em coi. Nó nặng thôi chứ nó không có nhức hay là gì không? Dạ, nó không có nhức, không có đau nhức gì hết trơn. Bóp mạnh vô nó đau không? Không. Không đau luôn hả? Dạ. Chị có gia đình chưa chị? Dạ chưa, em chưa có gia đình. Thì bữa nay không có đi làm hả chị Hương? Dạ không, mà hôm Tết bây giờ làm cũng ít. Cả tháng này thì nghỉ suốt ở nhà luôn. Thì lúc gài với thêm cái dịch bệnh nữa, bởi thành ra cũng ít ha. Hàng đồ ít ha. Ví dụ như chị ở gần sớm đầu mấy cái người ở xung quanh á, có tiếp xúc trò chuyện với chị bình thường như mọi người không? Dạ cũng có. Có ai nhiều người ta kỳ thị, ta sợ không? Dạ không, ở đây không có. Thì bây giờ cái gương mặt của chị Hương thì nó chảy xệ đâu cũng gần cũng dài rồi nha cả nhà. Dạ. Quay gần. Thì chị cũng bị cái này là bị tai nạn chứ không phải là bị bẩm sinh nha cả nhà. Thì đi bác sĩ thì bác sĩ nói là phải giải phẫu thực thẩm mỹ luôn, nhưng mà hiện tại thì cha mẹ của chị Hương đã mất hết. Thì sống với người anh trong gia đình thì anh em thì ai làm nấy ăn. Bây giờ chỉ còn mình anh chị, chị năm nay chị cũng 31 tuổi, tuổi đời còn rất trẻ. Thì tất cả mọi người ai thấy cái clip này thấy thương thì hãy chia sẻ lên Facebook, Zalo và các trang mạng xã hội khác để tất cả mọi người
các mạnh thường quân ai biết thì đến giúp chị. Mình sẽ để cái số tài khoản ở dưới, thì các bạn hay là các mạnh thường quân ai có giúp chị đó thì nhắn tin, mình có để số điện thoại luôn, rồi để các bạn ghi rõ địa chỉ, ghi rõ họ tên của người giúp, thì mình sẽ tới nhà chị Hương và mình sẽ làm clip rồi đọc tên của người đó luôn, rõ ràng luôn. Rồi, cảm ơn các bạn, cảm ơn cả nhà.